Xin chào tất cả các em. Trong video này thầy sẽ cùng với các em làm cái đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn toán lớp 4. Và ngày hôm nay thầy sẽ chữa cùng với các em cái đề số 3. Chúng ta đến với câu phần trắc nghiệm trước. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc là làm theo yêu cầu. Nào. Vậy thì ở trong bài này chúng ta có câu số 1. Đề 6, 7, 8, 6A chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 thì A bằng bao nhiêu? Chúng ta thấy rằng là để mà chia hết cho 9 thì số đó sẽ chia hết cho 3, đúng không nào? Tức là một số chia cho 9 thì số đó chia cho 3. Đấy, một số chia cho 9 thì số đó chia cho 3. Và số chia hết cho cả 2 và 5 thì tận cùng phải là chữ số 0, đúng không nào? Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem tổng các chữ số bằng bao nhiêu. 6 cộng 7 bằng 13. 13 cộng 8 bằng 21. 21 cộng với 6 bằng 27. Vậy 27 thì chia hết cho 9. Suy ra 27 sẽ chia hết cho 3. Vậy thì A ở đây phải bằng 0. Đúng chưa nào? Đấy. Chúng ta đến với bài toán số 2. Chúng ta đến với câu số 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 33 đề cm vuông 3 cm vuông bằng bao nhiêu cm vuông? Thế thì các em chú ý ở đây là người ta muốn đổi đơn vị là từ đề cm vuông này. Thấy không? Để sang được cm vuông này. Đấy, thấy chưa nào? Do vậy mà chúng ta cần phải làm gì ở đây? Chúng ta cần phải đổi là 33 đề cm vuông này bằng là 3.300 cm vuông, đúng không? Và chúng ta cộng với 3 này. Vậy chúng ta được là 3.000 ở đây, 3.303 cm vuông. Em hiểu chưa nào? Cũng rất là dễ đúng không nào? Rồi, tuyệt vời. Rồi, chúng ta đến với câu số 3. Câu số 3 của chúng ta. Phân số nào bé nhất trong các phân số sau? Chúng ta có các phân số là 1/5, 2/3, 8/30, 6/15. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng là đây thầy viết lại đây là 1/5, 2/3, đúng không? Rồi 8/30, 6/15. Được chưa? Vậy bây giờ để so sánh được các phân số này, chúng ta thấy rằng là 30 này chính là mẫu số chung, đúng không nào? Vì vậy mà cái này mình phải nhân với 2 là mình được là 12, đúng không nào? Được 12. Đấy. 12/30. Cái này giữ nguyên, cái này được 30 phải nhân với 10. Như vậy là chúng ta cái này 10 chúng ta được là 20/30. Đúng không nào? Còn này phải nhân với bao nhiêu nhỉ? Cái này phải nhân với 30 phải nhân với 6, đúng không? Đấy. Vậy chúng ta được tất cả mẫu sẽ là tức là sẽ bằng là 6/30. Còn cái này là 20/30. Còn cái này là bao nhiêu? Cái này là giữ nguyên 8/30. Cái này là 12/30. Đúng không nào? Do vậy chúng ta thấy rằng là các phân số này đều có cùng mẫu số rồi. Vậy thì muốn so sánh hai phân số cùng mẫu số thì chúng ta chỉ cần so sánh tử số thôi. Tử số của phân số nào bé hơn thì phân số đó sẽ bé hơn. Tức là chúng ta có là 6/30 sẽ là bé nhất. Vì 6 là tử số bé nhất trong các phân số này. Đúng chưa? Trong các tử số này. Vậy suy ra là 1/5 sẽ là phân số bé nhất. Vậy chúng ta viết đây sẽ là 1/5. Các em hiểu chưa nào? Chúng ta đến với câu số 4. Một hình bình hành có diện tích là 408 cm vuông, độ dài đáy là 34 cm, chiều cao của hình bình hành đó là bao nhiêu? Chúng ta lưu ý rằng là bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết là cái diện tích là 408 để cm vuông, đúng không? Độ dài đáy là 34 cm. Và yêu cầu của bài toán này là gì? Yêu cầu của bài toán này là tìm chiều cao, đúng không? Chiều cao bằng bao nhiêu? Vậy thì
chúng ta có một cái công thức để tính diện tích hình bình hành là gì? Đúng nào? S hình bình hành. S thì bằng là A nhân với A nhân với H. Đúng nào? Vậy suy ra, chúng ta suy ra được là gì? Suy ra được là chiều cao là H sẽ bằng là S chia cho A. Đúng nào? Vì vậy mà chúng ta thay số vào thì sẽ được là 408 chia cho A là 34. Đúng không? 408 chia 34. Thầy lấy 40 chia 34 được 1. Đúng không? 34 còn dư 6. Đúng không? Vậy còn là 68. 68 chia 34 được 2. Như vậy bằng 12. Do đó mà chúng ta viết ở đây sẽ là 12 cm. Đúng không? 12 cm. Rồi, các em hiểu chưa nào? Thật là dễ dàng, đúng không nào? Chúng ta tiếp tục đến với câu số 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 10 km² bằng bao nhiêu mét vuông? Các em thân mến, hai đơn vị đo diện tích, đơn vị lớn sẽ gấp là 100 lần đơn vị bé, đúng không nào? Bé hơn liền kề. Vậy thì chúng ta có là đây là km vuông đúng không? Đây, 10 là km vuông này. Rồi đến hecto mét vuông là thêm 2 số 0, đúng không? Đề ca mét vuông thêm 2 số 0 nữa. Rồi đến mét vuông thêm 2 số 0 nữa. Đấy, như vậy chúng ta được là 10 triệu, đúng không? 10 km vuông bằng 10 triệu mét vuông. Thật là dễ dàng, đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta đến với câu tiếp theo, câu số 1 xong rồi, câu số 2 nào. Câu số 2 của chúng ta, 1397 đề cm vuông bằng bao nhiêu đề cm vuông, bao nhiêu cm vuông. Các em thân mến, khi mà gặp câu như thế này, có rất nhiều học sinh đang vướng mắc loay hoay không biết làm như thế nào. Nó chỉ rất là đơn giản là gì? Bởi vì ở đây là đơn vị đề cm vuông này, thấy không? Để ý một chút, để đây là đề cm vuông này, đấy. Và đây là đề cm vuông này. Và đây là không có dấu bằng nhé, các em nhé. Nếu có dấu bằng thì phải chuyển sang đơn vị cm vuông. Còn đây không có dấu bằng thì chúng ta vẫn ở đây vẫn là bao nhiêu? Vẫn là 1397, đúng không? Còn đây là 0. Đấy, em hiểu chưa nào? Rồi, rất là tuyệt vời, đúng không? Hay không? Rồi, hay bấm vào nút like nha, bấm vào nút like. Rồi, tiếp tục. Chúng ta đến câu tiếp theo. 800 đề cm vuông bằng bao nhiêu cm vuông? Chuyển đổi từ đề cm vuông xuống đơn vị cm vuông, chúng ta cần nhân với 100, đúng không nào? Hoặc là thêm 2 số 0. Như vậy chúng ta được là đây là 800 là giữ nguyên, đúng là thêm 2 số 0 vào. Đấy. Thế ra ta là được là 80.000 cm vuông. Em hiểu chưa nào? Tiếp tục ở bên câu bên này. Câu bên này đây là bao nhiêu đây? 6 triệu mét vuông, đúng không? 6 triệu mét vuông đổi về km vuông, chúng ta được là 6. Đúng không nào? Vậy chúng ta tức là chúng ta chia cho 1 triệu. Bởi vì 1 km vuông bằng 1 triệu mét vuông. Vì vậy mà 6 triệu km vuông sẽ chia cho 1 triệu thì được là 6 km vuông. Đấy, thật là dễ dàng, đúng không nào? Tiếp tục câu bên dưới. 2 mét vuông 39 đề cm vuông. Chúng ta đổi ra đơn vị là đề cm vuông. Vậy thì chúng ta thấy rằng là 2 mét vuông đây này là sẽ bằng là bao nhiêu đề cm vuông này? 2 mét vuông chúng ta được là bằng 200, đúng không? Đấy, em nhìn thấy không? Ok. Ok đúng không nào? 200. Vậy đây là 200 đề cm vuông. Đúng không? Vậy cộng với 39 này nữa chúng ta được là 239 đề cm vuông. Em hiểu chưa nào? Thật dễ dàng đúng không? Chúng ta chú ý ở đây nha, là phải là 200 này cộng 39 bằng 239. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Chúng ta có câu bên dưới, câu cuối cùng của bài số 5. Đó là 1842 đề cm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu đề cm vuông? Thì chúng ta thấy rằng là cái đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé, đúng không? Vậy chúng ta ở đây sẽ có được là 18 này. Đúng không? Còn đây là 42. Rồi, thật là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi video này. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong phần tiếp theo trong cái video kế tiếp.
nha.